cắt em đi gáy. Cắt cho em cái gáy à? Gáy ở bên anh có dịch vụ hot là tàng hình ấy nhá. Đúng rồi. Em có muốn thử không? Khô máu anh. Khô máu luôn à, anh sẽ cắt cho nó trắng tinh nhá. Moi luôn, nhá. Mặt gầy hóp hóp như này thì các cắt trắng là đẹp nhất nhá. Đấy, xong nó nộ với thái dương này ra. Thế là ok luôn. Nhìn nó giống A Thở. Em có biết A Thở không? A Thở Selby. Sao em? Không gì nói. Không có gì nói. Không thể bày tỏ sự thương hại cho người đã quyết hy sinh được. Buốt này nhanh.